Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình Nóng hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Công Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trương Huệ Vân xin gì cho Trương Mỹ Lan trước tòa? Cần sớm tận dụng điện gió ngoài khơi Cần Giờ. Trình bày trước hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết, trong suốt những tháng qua, bị cáo đã học được nhiều bài học quý giá. Bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét hành vi, hoàn cảnh phạm tội và tất cả giá trị phẩm chất và mở rộng lòng khoan dung với tất cả các bị cáo. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử mở lòng độ lượng, xem xét cho số phận pháp lý của cô bị cáo là Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo Vân, cô của bị cáo là người nhân từ nhất mà bị cáo được biết và là người dạy bị cáo sống phải biết điều, biết yêu thương con người và sau tất cả phải biết thượng tôn pháp luật. Trương Huệ Vân xin hội đồng xét xử cho bà Trương Mỹ Lan thoát khỏi cái chết đang trực chờ để tập trung chí lực giải quyết hậu quả vụ án. Chiều ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm với phần tranh luận. Trước đó, vào buổi sáng ngày 4 tháng 4, phát biểu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm và không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về tội danh và hình phạt. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về vụ việc xác định lại tư cách tố tụng. Tuy không có kháng cáo, nhưng theo hội đồng xét xử phúc thẩm, trước phiên tòa, luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã cung cấp thêm một số chứng cứ mới liên quan đến việc khắc phục toàn bộ thiệt hại, hậu quả của vụ án và đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đã tuyên đối với thân chủ mình. Về phía bà Phương Hằng, bị cáo nói chỉ mong được giảm án một ngày, một tháng cũng hạnh phúc. Phạm nhân Mai Văn Đệ, 33 tuổi, ngụ xã Hải Phòng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bị phạt tù giam về tội đánh bạc, đang thụ án tại trại giam số 5 Bộ Công an, có địa chỉ tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 4, trong khi đang cải tạo, thì Phạm nhân Đệ trốn khỏi trại giam, cướp taxi bỏ chạy đến địa bàn xã Hà Đông, giáp danh với xã Hà Lĩnh, thì bỏ xe lại, trốn vào rừng. Đến khoảng 16 giờ 30, chiều mùng 3 tháng 4, Mai Văn Đệ bị lực lượng công an huyện Hà Trung bắt giữ tại xã Hà Lĩnh, giáp danh với khu vực rừng Xến Tam Quỳ. Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã đưa phạm nhân Mai Văn Đệ về công an huyện Hà Trung để lấy lời khai theo quy định của pháp luật, trước khi bàn giao cho trại giam số 5 Bộ Công an. Tại đây, Mai Văn Đệ đã bật khóc, nêu lý do đối tượng trốn trại vì vợ ở nhà đi nước ngoài nên bỏ trốn về để khuyên ngăn vợ. Ngày 4 tháng 4 là ngày đầu tiên thực hiện phân luồng giao thông cấm xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải từ 60, bao gồm cả xe thân liền và tổ hợp đầu kéo, vào cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Ghi nhận của phóng viên tại đầu tuyến Cam Lộ – La Sơn, giao với quốc lộ 9 Quảng Trị vào sáng cùng ngày, có một số phương tiện bị cấm lưu thông báo hiệu vào tuyến. Những phương tiện được lưu thông trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn thì được cảnh sát giao thông phát tờ rơi hướng dẫn để lưu thông trên tuyến an toàn. Trước đó, trên cơ sở rà soát, tổng hợp số liệu các đợt đếm xe, đánh giá kỹ lưỡng các vấn đề kiến nghị, phương án về tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông của đơn vị tư vấn, Cục Đường bộ Thống nhất phân luồng, điều tiết xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải từ 60, trọng tải trên 30 tấn trở lên, không vào cao tốc Cam Lộ – La Sơn từ ngày 4 tháng 4. Đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 500 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đến chiều 30 tháng 3, 100% các cửa hàng đã triển khai thực hiện lập hóa đơn điện tử từng lần bán theo quy định. Theo nghị quyết 28 ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện 1123-2023 và công điện 1284-2023. Theo Cục Thuế, đến ngày 31 tháng 3, cả nước đã có 15.925 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán, đạt tỷ lệ 99,94%. Những cửa hàng còn lại chưa thực hiện được do nằm rải rác vùng xa, ven biển, hạ tầng cơ sở còn khó khăn trong thực hiện áp dụng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Nhận định.
quý vị, dự án điện gió ngoài khơi Cần Giờ hứa hẹn có thể cung cấp điện cho đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, thậm chí có thể xuất khẩu nguồn điện này qua khu vực Đông Nam Á. Ngày 4 tháng 4, tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học phát triển điện gió ngoài khơi Cần Giờ. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm triển khai điện gió ngoài khơi Cần Giờ để khai thác tiềm năng khổng lồ, đáp ứng nhu cầu Net Zero vào năm 2050. Để hiểu rõ hơn về dự án điện gió ngoài khơi Cần Giờ và tiềm năng điện gió nơi đây, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có cuộc trao đổi với ông Đặng Quốc Toản, đại diện công ty năng lượng châu Á, đơn vị đề xuất dự án. Thưa ông có thể cho biết vì sao cần đầu tư điện gió ngoài khơi Cần Giờ? Thành phố Hồ Chí Minh là cái trung tâm kinh tế đầu tàu cả nước phía Nam và là nơi tiêu thụ năng lượng lớn nhất của cả nước. Thế thì một điều may mắn là thành phố Hồ Chí Minh lại có khu vực biển và có thể sử dụng được một nguồn năng lượng rất lớn của Việt Nam ở phía biển Nam Biển Đông của Việt Nam, tức là ngoài khơi của Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đó, chúng ta có đất nước chúng ta có một cái mỏ gió rất lớn và hoàn toàn có thể sử dụng để cung cấp năng lượng điện sạch, điện xanh cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cái khu vực phía Nam Nam Trung Bộ phía Nam Bộ. Và ngoài ra là sản xuất cái ammonia và hydrogen, thì đây là cái xu thế của thế giới. Thế thì thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi ở cái nơi là cái truyền tải điện từ cái dự án điện gió ngoài khơi Cần Giờ về đến bờ rất gần. Đấy, tiết kiệm về truyền tải và cái thềm lục địa tốt, không sâu và giảm đi suất đầu tư rất lớn, nên là cái chi phí giá điện sẽ giảm rất nhiều cho cái cung cấp điện của thành phố. Thì đây là cái nguồn điện mà đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI hiện nay rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, họ đang cần một nguồn điện xanh để cho sản xuất xuất khẩu đi châu Âu và các nước trên thế giới. Họ yêu cầu phải có những chứng chỉ xanh để xuất khẩu hàng hóa. Thì đây là cái xu thế chung của các nước trên thế giới. Và để mà tiến tới cái mục tiêu Net Zero của chính phủ, đã Thủ tướng Chính phủ cam kết ở COP26, thì cái xu thế phát triển điện gió ngoài khơi là đặc biệt cần thiết để cho thành phố sớm trở thành thành phố Net Zero đầu tiên của cả nước. Có thể nói đấy là một cái mục tiêu phấn đấu để mà đặc biệt là các doanh nghiệp, các hiệp hội. Quy hoạch điện 8 đã có, vậy dự án điện gió ngoài khơi Cần Giờ còn gặp khó khăn gì thưa ông? Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện lực quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được ban hành. Thì đấy là một cái tin vui rất là lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Thì đấy là cái cơ sở tiền đề về pháp lý để các doanh nghiệp phát triển cùng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tất cả các thành phần kinh tế, rồi các tổ chức tài chính, ngân hàng, để mà cùng hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai phát triển được các dự án. Đặc biệt là đối với dự án điện gió ngoài khơi thì cái thời gian mà xây dựng một dự án ấy thì rất lâu, 6-8 năm. Thế nên là từ nay đến 2030 thì không chắc các doanh nghiệp đã kịp để làm được 6 GW, trong đó miền Nam được 3 GW điện gió ngoài khơi kịp vào quy hoạch đã được phê duyệt đến 2030. Thì hiện nay còn những cái vấn đề mà khó khăn nữa là ví dụ như quy hoạch không gian biển cần Quốc hội phê duyệt sớm, và có thể nói là cần có những nghị quyết riêng của Quốc hội cho cái ngành kinh tế rất lớn, đặc biệt lớn là điện gió ngoài khơi, để mà nhanh chóng được triển khai đưa một nguồn năng lượng xanh phục vụ cho phát triển đất nước và theo đúng như những nghị quyết của Bộ Chính trị, những nghị quyết 55 đã ban hành, và
những cam kết của chính phủ ở COP26 Glasgow. Ông có kỳ vọng như thế nào đối với dự án điện gió ngoài khơi Cần Giờ trong việc cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? Điện gió ngoài khơi là một nguồn điện ổn định và cái số giờ phát có thể nói là ngày đêm, và có thể nói là điện gió ngoài khơi không cần phải có cái hệ thống lưu trữ giống như điện mặt trời, bởi vì cái số giờ phát của điện gió ngoài khơi gấp 3 lần điện mặt trời, ít nhất là 3 lần và cao hơn cả thủy điện, bởi vì hiện nay như các bạn thấy là đang mùa khô thiếu nước nên là thủy điện cũng không có nhiều nước để phát điện. Thế thì gió thì quanh năm ngày tháng, gần như là chỉ có 3 tháng gió hơi yếu. Còn gió mùa đông bắc, gió mùa của Biển Đông thì 9 tháng là gió cực kỳ tốt, không có có thiếu gió. Và đặc biệt gió ngoài khơi thì quanh năm, không lúc nào hết gió. Thế thì chúng ta cần phải tận dụng, sử dụng ngay cái nguồn năng lượng trời cho này. Và sản xuất điện gió thì như các bạn thấy là không có phải cái nguồn nguyên liệu đầu vào, ví dụ nhà máy điện than, điện khí, điện diesel thì đều phải dùng cái nguồn nguyên liệu đầu vào và phát thải ra môi trường. Còn nguồn điện gió thì chỉ có dùng gió thôi, và bảo trì bảo dưỡng thì cái suất đầu tư càng ngày càng giảm. Và một cái điều vô cùng may mắn của đất nước chúng ta là có một cái mỏ gió khổng lồ phía Biển Đông, Nam Biển Đông. Và Việt Nam không chỉ đủ cung cấp điện cho chính mình và còn xuất khẩu được. Ví dụ như hiện nay các tập đoàn dầu khí PTC cũng đã ký và xuất khẩu điện đi Singapore. Đấy là một những cái tín hiệu rất là đáng mừng và cái tầm nhìn rất tốt của các tập đoàn trong nước. Nhanh chóng chúng ta đoàn kết, tập hợp sức mạnh và trí tuệ và khoa học công nghệ của đất nước để xây dựng sớm cho đất nước có một cái ngành công nghiệp mới, công nghiệp năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi, một cái ngành công nghiệp lớn có thể nói là bằng hoặc là hơn ngành dầu khí, không có thua kém, mà sẽ dùng hàng trăm năm. Thì thành phố Hồ Chí Minh có một nguồn năng lượng bền vững hàng trăm năm chứ không phải lo về lâu dài nữa, và chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu điện đi cả cái Đông Nam Á. Đến đây thì thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục ý kiến bạn đọc. Vượt đường dài mà chính người mời ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Thật sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chính người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Thưa quý vị, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành của độc giả. Vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin, đơn thư của bạn đọc, phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Đông Dương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gửi qua fanpage báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Anh và người yêu có con với nhau, tuy nhiên người này đang có chồng. Sau khi sinh con xong thì người yêu của anh bỏ đi, để lại con cho anh nuôi. Này bé đã 6 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh. Anh liên hệ Ủy ban Nhân dân phường thì được hướng dẫn làm xét nghiệm ADN và tìm mẹ của bé để có hướng giải quyết. Nay anh đã có kết quả xét nghiệm, tuy nhiên không tìm được mẹ của bé. Do đó, con anh vẫn chưa thể làm được giấy khai sinh. Bé đã đến tuổi đi học lớp 1, nhưng vì không có giấy khai sinh nên phải ở nhà. Anh Dương không biết phải làm thế nào để con có giấy khai sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Đỗ Thúy Hằng, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Chính quyền thu hồi đất mở rộng hẻm, nhưng khi thu hồi đất lại không thu hồi đều hai bên hẻm mà thu hồi lệch về một bên. Người dân khi bị thu hồi bức xúc khi một bên hẻm được hưởng lợi, còn một bên thì bị thu hồi quá nhiều. Giá bồi thường khi bị thu hồi đất của các hộ dân cũng khác nhau. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình Nóng hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2024 của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ.
Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.